Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tiếp tục tăng nhẹ, giao dịch quanh mức cao là 1897 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1894,69 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1900,82 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ sau khi đã giảm rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua, hiện tại đang đứng quanh mức 102,263 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, đứng ở mức 18.757 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 3,465% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là 0,01%. Hiện tại mỗi thùng dầu đang giao dịch ở mức 78,250 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mức giá 1897 đô la Mỹ trên một ao, giá vàng thế giới sau khi quy đổi tương đương khoảng 53,74 triệu đồng trên một lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Như vậy là vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC tại chợ bán ra, dựa vào khoảng 13,26 triệu đồng trên một lượng. Theo Reuters, giá vàng đã bật tăng mạnh trong phiên giao dịch vừa qua, có thời điểm tăng vượt qua mức quan trọng là 1.900 đô la Mỹ trên một ao, sau khi mà dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI cho thấy dấu hiệu lạm phát ở Mỹ đã hạ nhiệt, góp phần thúc đẩy kỳ vọng vào khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất chậm hơn. Theo đó, giá tiêu dùng của Mỹ bất ngờ giảm lần đầu tiên sau hơn 2 năm vào tháng 12 trong bối cảnh giá xăng dầu và các hàng hóa khác giảm, cho thấy lạm phát hiện tại đang có xu hướng giảm liên tục. Cụ thể, CPI tháng 12 năm 2022 đã giảm 0,1% so với tháng 11 cùng năm. Đây là lần đầu tiên CPI tại Mỹ giảm mạnh ở mức này kể từ tháng 4 năm 2020, thời điểm mà Mỹ bắt đầu phong tỏa để chống dịch COVID-19. Bộ lao động Mỹ cho biết CPI tháng 12 đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đây là mức tăng ít nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Theo ông David Merger, giám đốc giao dịch kim loại tại Halit Future cho biết, thị trường hiện tại đang kỳ vọng thêm hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa tại hai cuộc họp tiếp theo của Fed với khả năng là 89,6%. Do báo cáo CPI thì đồng đô la Mỹ đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Theo Patrick Hacker, lãnh đạo Fed Bank ở Philadelphia cho biết, giai đoạn kết thúc chiến dịch tăng lãi suất của ngân hàng trung ương đang ở trước mắt. Tuy nhiên, thì một số chuyên gia tin rằng, dù các tín hiệu chỉ ra lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt, Fed vẫn đang giữ lập trường diều hâu. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặc dù thị trường vàng thế giới quay đầu tăng mạnh, tuy nhiên với thị trường vàng trong nước, cụ thể với vàng Mỹ SJC, một số hệ thống kinh doanh cũng chỉ điều chỉnh tăng nhẹ với công ty vàng bạc đa quý sài gòn hiện tại đang niêm yết trên hai thị trường hà nội và đà nẵng mua vào mức 66,30 triệu đồng trên lượng bán ra mức 67,12 triệu đồng trên lượng tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra với giá vàng sgc trên thị trường thành phố hồ chí minh mua vào mức 66,30 triệu đồng trên lượng bán ra mức 67,10 triệu đồng trên một lượng tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán với công ty vàng bạc đá quý phú nhuận thì cũng điều chỉnh tăng nhẹ 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra còn chiều mua vào không có sự thay đổi nào hiện tại đang niêm yết trên hai thị trường hà nội và thành phố hồ chí minh mua vào ở mức 66 triệu đồng trên lượng bán ra mức 67 triệu đồng trên một lượng còn với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thì điều chỉnh tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại đang được mua vào mức 53,75 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 54,75 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.602 đồng trên 1 đô la Mỹ, không có thay đổi so với phiên hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì hiện tại cũng không có điều chỉnh về giá và được mua vào mức 23.260 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.610 đồng trên một đô la Mỹ. Còn với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, sau khi giảm mạnh 75 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, 165 đồng trên một đô la Mỹ bán ra thì đến thời điểm này cũng chưa có điều chỉnh về giá, mua vào mức 23.425 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.485 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng STC tại 3 thành phố lớn. STC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 630 nghìn, bán ra 6 triệu 710 nghìn, tăng 100 000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 10 000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800 000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.630.000, bán ra 6.712.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNJ Hồ Chí Minh và PNJ Hà Nội mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Đô Hồ Chí Minh và Đô Hà Nội mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000 Phú Quý SGC mua vào 6.620.000, bán ra 6.710.000, tăng 5.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.620.000, bán ra 6.695.000 My Hồng SGC mua vào 6.640.000, bán ra 6.730.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng tới 40.000 ở chiều bán Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.620.000, bán ra 6.690.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Ngân hàng Tây Gold mua vào 6.610.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Ngân hàng Việt Tiên Banh mua vào 6.620.000, bán ra 6.702.000. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại cũng được điều chỉnh tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6 triệu 630.000, bán ra 6 triệu 712.000. STC Huế mua vào 6 triệu 627.000. Bán ra 6 triệu 713.000, STC Bình Phước mua vào 6 triệu 628.000, bán ra 6 triệu 712.000, STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6 triệu 630.000, bán ra 6 triệu 710.000, STC Long Xuyên mua vào 6 triệu 632.000, bán ra 6 triệu 715.000, STC Bạc Liêu mua vào 6 triệu 630.000, bán ra 6 triệu 712.000, STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6 triệu 628.000, bán ra 6 triệu 712.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại tăng trong khoảng từ 83 đến 200 000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 8.300 đến 20 000 đồng trên một chỉ tùy mua loại vàng. Và thiểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5 triệu 000 nghìn, bán ra 5 triệu 000 nghìn. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5 triệu 375 nghìn, bán ra 5 triệu 000 nghìn vàng 4 số 9 mua vào 5 triệu 365 000 bán ra 5 triệu 435 000 cùng tăng 20 000 ở chiều mua vào và bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5 triệu 251 2 nghìn, bán ra 5 triệu 381 về 2 nghìn, tăng 19 800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3 triệu 891 7 nghìn, bán ra 4 triệu 091 7 nghìn. Vàng 14K mua vào 2 triệu 983 về bán ra 3 triệu 183,9 nghìn vàng 10k mua vào 2 triệu 081,6 nghìn bán ra 2 triệu 281,6 nghìn Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.